làm tứ trụ, các hài phái sẽ bắt đầu xuất chiêu với những tình huống hài hước cười nghiêng ngả. Động tác! Động tác cứu tôi ở trận ở trận động tác! Đây chính là thầy Minh Nhí 20 năm về sau. Khó tính cành cành. Hài phái nào sẽ giành được giải nhất tuần trị giá 50 triệu đồng? Tao mà bắn trúng không là mày rớt vòng này đó con. Mời em nhận. Anh nhận, anh nhận. Trên đó thì trò diễn ở đây gây thầy sục sùi sục sùi. Đón xem Tiếu Lâm Tứ Trụ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 7 tháng 12 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 11 giờ 45 thứ năm ngày 8 tháng 12 trên truyền hình Vĩnh Long 2.